Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Có rất nhiều các bộ phim truyền hình Hoa ngữ từ trước khi lên sóng thì đã thu hút khán giả và thậm chí là nổi tiếng từ trong trứng nước. Thế nhưng thì khi phim phát sóng thì bất thình lình trở thành phim rác không hơn không kém. Tuy nhiên thì cũng có những bộ phim hoàn toàn ngược lại, tức là trước khi lên sóng thì được coi là phim rác nhưng sau khi lên sóng thì lại được khán giả yêu thích bởi nội dung chất lượng, cốt truyện hấp dẫn và ekip có tâm huyết. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những bộ phim như thế nhé. Thứ nhất, Trần Tình Lệnh. Trần Tình Lệnh là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đam Mỹ Ma Đạo Tổ Sư của Mạc Hương Đồng Khiếu lên sóng vào năm 2019. Ban đầu theo quán tính, Trần Tình Lệnh được đem ra so sánh với nguyên tác. Chỉ cần phát hiện có điểm sai khác so với tiểu thuyết thì phiên bản phim sẽ ngay lập tức bị ném đá không thương tiếc. Nhưng chẳng ngờ dần dần khán giả lại bị hấp dẫn bởi chính cốt truyện hoàn hảo, cách dẫn dắt của diễn viên qua từng vai diễn, những trang phục đạo cụ được chú trọng và cả những bản nhạc da diết lay động lòng người. Có khán giả bày tỏ rằng lần thứ hai xem Trần Tình Lệnh còn có thể phát hiện rất nhiều tình tiết hấp dẫn mà trước đó không chú ý. Vai diễn Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến cũng được khán giả đánh giá là kinh điển. Thứ hai, Sơn Hà Lệnh. Dẫu ở phần sau này Sơn Hà Lệnh có phần hơi tụt dốc thì bộ phim này vẫn xứng đáng được đánh giá là đỉnh cao của dòng phim Đam Mỹ. Với Sơn Hà Lệnh một khi đã xem thì coi như sập bẫy. Có rất nhiều khán giả bình luận rằng chưa từng xem bộ phim nào mà cảm thấy cuốn hút và nhập tâm như Sơn Hà Lệnh. Với 36 tập phim dường như là quá ngắn với khán giả hâm mộ của Sơn Hà Lệnh, ngoài việc đoàn làm phim có phần hơi nghèo thì dường như không có bất cứ điểm trừ nào. Thứ ba, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn là bộ phim thuộc thể loại xuyên không kể về nhà biên kịch Tiểu Thiên mắc kẹt trong thế giới cổ đại với địa vị công chúa cá tính ngang ngược, nàng vướng vào chuyện tình với Hàn Thước, hoàng tử vẻ ngoài nhu nhược, yếu ớt. Đoàn làm phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn không cần phải có một số tiền lớn để mời các ngôi sao nổi tiếng tham gia đóng phim. Ngược lại, diễn viên chính trong phim chỉ là những gương mặt vô cùng mới và cũng chưa thực sự có tên tuổi. Tuy nhiên, sự mới mẻ đó lại làm nên kỳ tích của bộ phim này. Thứ tư, Đông Cung. Rất nhiều khán giả bày tỏ rằng biết đến Đông Cung qua những đoạn phim ngắn được cắt ra hoặc qua những đoạn trailer, nhưng vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của công chúa Tiểu Phong thực sự đã khiến họ mê đắm bộ phim này. Không chỉ có thế, đoàn làm phim còn rất biết cách lấy cảnh quay, những cảnh quay trong phim không chỉ đẹp mà còn ăn nhập với nội dung một cách cực kỳ xuất sắc. Những khán giả yêu thích dòng phim ngược luyến chắc chắn không thể bỏ lỡ Đông Cung. Thứ năm, Tư Đằng. Tư Đằng chắc hẳn là bộ phim đầu tiên khiến khán giả phải đồng loạt thốt lên rằng cảnh điềm đẹp quá. Thật sự vẻ đẹp của cô trong phim dường như không góp chết. Trang phục kỳ bào truyền thống của Trung Quốc lại càng làm tô lên vóc dáng, làn da khiến tạo hình của cảnh điềm trong phim đạt mức độ tuyệt mỹ. Những khán giả trước đây cho rằng cảnh điềm không hề có diễn xuất thì nay đều phải thán phục diễn xuất của cô ấy, bởi Tư Đằng thật chẳng khác gì một cô gái bước ra từ tiểu thuyết. Trương Bân Bân cũng khiến khán giả bất ngờ về cả hình tượng và diễn xuất. Tư Đằng được đánh giá là tác phẩm chuyển thể thành công nhất từ trước tới nay của cảnh điềm và Trương Bân Bân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!